Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì mới vào game thôi nên chúng ta đã nhận thêm được một cái nữa rồi ha. Open. Rồi, ở cái vị trí này thì các bạn chú ý nha. Chúng ta sẽ nhận được tầm khoảng 10 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ủa giờ được có 9 này các bạn ơi. Vậy còn một cái nữa, nó nằm đâu? Nó nằm đâu? Không lẽ nó cho qua tháng sau luôn hả ta? Rồi, và hôm nay thì để hắn ta xem coi có cái điều gì thú vị hay không. Đây, trên hòn đảo Lai mình phát hiện ra được đó chính là wow, series 7 con rồng các bạn ơi. Một con Mexicast và ở đây chúng ta có hai con Heroic luôn. Ui chà, mình nói là mình rất là mê mấy con Heroic nè các bạn. Nè, mình thử like coi nó ra được con Heroic nào không. Wow, hình như là nó full rồi. Giờ này chúng ta thả ra nha. Ê, các bạn ơi, hôm trước mình mở cái rương đó các bạn, mình đã ra được một cái thành viên Mexicast. Tại một thành viên rất là đẹp luôn á mọi người. Đó, không biết các bạn thấy sao chứ mình đó là cái độ may mắn hơi bị ghê luôn á, mới mở ra được cái thành viên này đó cả nhà. Bình thường một cái con Mexicast mà này chúng ta muốn lấy được đó là cũng trầy da nó chải luôn á, gọi là chơi sự kiện mấy ngày luôn, cày cuốc đủ cái kiểu. Nhưng mà do mình hên ấy, do mình hên mình mở một phát một nó ra luôn một con. Rồi con này thì màu vàng ha, mình lúc trước mình có mua một cái con nhưng mà cái con nó màu tím. Con này màu vàng thì mình nhìn thấy nó đẹp hơn ấy, gọi là hay gọi là này chị em mà chị em thông tin nữa các bạn. Con này không biết là nó con đực hay con cái nữa, anh em nào biết comment chia sẻ anh tê với nha. Rồi anh em mình cho nó lên 26 luôn rồi, thức ăn càng ngày càng khốn ấy, mình sẽ đổi tên lại nha. HNT Channel đây chỉ là một youtuber thôi, youtuber nhỏ bé. Rồi ở đây thì bé này có tầm 4 chiêu nha mọi người. Bây giờ thì đây chúng ta sẽ test thử sức mạnh của cái bé này nha. Cô nàng đi, cô nàng tóc vàng. Ok, let's go. Pha này thì thay đổi một tí nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cô bé đã đâu mất tiêu rồi. Đây đây. Ok, let's go. Tới công chuyện luôn. Cho một mình ngân ba xem. Ôi, một chiêu cũng được tầm khoảng mười mấy ngàn nha. Nhưng mà nếu như được đam, còn nếu như không thì khoảng 8 ngàn. Wow, ổn ha mọi người. Rồi, đến với đội hình tiếp theo xem. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh á, anh em chú ý cho mình một chút xíu nha. Nhớ bấm vào cái nút subscribe nè. Và mở thông báo hình cái chuông lên để hắn ta ra video là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui nha. Và bạn nào mà xem trên điện thoại á các bạn, anh em chú ý một chút xíu ha. Các bạn hãy kéo nhẹ xuống dưới video này và các bạn bấm cái nút subscribe ha. Nó sẽ nằm bên góc tay phải, nút nó sẽ màu đỏ nếu như mà các bạn chưa đăng ký. Và bạn nào đăng ký rồi thì nó sẽ màu đen như vậy ha. Đó. Rồi cái chuông thì nó kế bên luôn. Và để hắn ta ra video thì mọi người sẽ nhận được thông báo nha. Để có nhiều bạn đó là anh ơi sao anh làm YouTube lâu rồi mà cái lượng subscribe, cái lượng đăng ký kênh của anh ít vậy. Vì nhiều bạn còn rất là nhiều luôn ấy xem nhưng mà không có nhiều đăng ký kênh cho nên cái lượng đăng ký của anh rất là thấp luôn, cho nên anh em nào có gì kiểm tra lại với HNT nha, xem đó là còn đăng ký hay không nè. Nhưng mà nó bị rớt á, nó còn màu đỏ thì các bạn hãy bấm cho nó xuống thành màu đen hen, cái màu gọi là tối thui liền. Rồi, ở đây thì hắn ta đang bị kẹt ở cái chỗ này nè mọi người. Ở chỗ này cần có một cái con là Legacy. Nhưng mà mình like hoài luôn, mình like nó không ra các bạn. Con Legacy cực, khó like thiệt luôn á. Rồi, chỗ này anh em chúng ta. Ôi cha, được thêm một viên game nữa. Ngon vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực sự kiện nha mọi người. Ở đây thì đang có cái sự kiện cũng rất là hấp dẫn luôn. Wow, đây là thu hoạch đây là chiến đấu 4 trận trong khu vực list, sẽ được cộng thêm 7 điểm. Tới công chuyện lên. Cái gì chứ, cái này là xác định 4 trận. Ok luôn anh em ơi. Mang cái bé gọi là mới luôn. Mexicast level tầm khoảng 27. Đây rồi. Vô kèo ha. Rồi pha này thì đầu tiên anh em chúng ta sẽ giảm bớt cái lượng máu của tên bạn cái. Wow, giảm như vậy vẫn chưa đủ. Cho con mang cái rồng nó giảm thêm một cái nữa đi.
Rồi bé yêu này của mình sẽ lao ra và hốt nè. Một hết. Không đồ với cô nàng Miss Cat này được đâu. Nó bế luôn nhỏ đi rồi. Nó không đùa nữa các bạn, nó không đùa mà nó bế luôn rồi. Lớp. Ôi, quốc hai con đó các bạn thấy chưa? Cái chiêu của cái bé này là chuyên trị mấy cái em mà thuộc dòng Titan đó các bạn. Nó quốc một cái một là ba con cùng một lúc thì bây giờ có 10 cái giáp mới chịu nổi nó chứ. Một cái giáp thì nhầm nhò gì. Đó, thiệt tài luôn. Bé này của mình mà lên tầm có 5 sao thôi là đi cân cả thế giới luôn các bạn ơi. Quýnh con nào chịu nổi. À, đây là nhân vật Harley Quinn. Ca này thì mình sẽ nhờ đến hai sức mạnh của Macaron. Wow, tầm này thì cho cái bé này ra bế là ngon luôn rồi. Đấm. Còn gì nữa đâu. Bế giới buồn. Lấm liên, lấm liên. Ba này giảm máu tăng bạn cái rồi sau đó anh sẽ bế cao ha. Đó, bé này là bây giờ rất là hổ báo luôn rồi. Lấm nữa nè. Ui, trời nguy hiểm với gác nha các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, pha này thì chúng ta sẽ xài tới cái kia bơm máu đi, thẳng bơm cho con bên trong luôn. Đó, ôi, no damn nha. Rồi, no damn, bây giờ mình hút lại miếng máu nữa coi. Wow, đánh kiểu này nó quýnh mình tới 10 lít luôn các bạn ơi. Lắm. Victory ha. Ngon lành. Rồi, cần 4 trận ở đây nè, mình gõ được 2 trận rồi nè. Tiếp theo thì nó vẫn chưa tải xong nữa hả. Đây, 54. Wow, và đây là cái hành trình cùi mía của mình nha mọi người. Cái hành trình khá là cùi. Ủa, cùi bóp chứ lộn. Đây là hành trình cùi bóp. Hành trình cùi mía nó sẽ nằm bên cái kênh kia, cái kênh thứ hai của mình. Rồi, pha này thì mình sẽ lượm luôn được thành viên, đó chính là thần đèn. Nhân vật hero thứ hai của tên bạn, Rookie. À, ca này chắc vẫn phải nhờ đến đó, vẫn phải nhờ đến anh Đại Macaron của chúng ta. Tình huống này thì cái bé Mickey Cat của mình đủ sức để chơi nè. Nó có một cái con bét màu vàng nhìn rất là đẹp luôn á. Wow. Sky đi. Sky Kute. Rosie. Tình huống Rosie này còn lượng máu rất là thấp luôn. Đó. Tới công chuyện liền. Một đẹp. Rồi, nhưng mà tiếp theo của chúng ta 53. Ui, chặt máu nó ghê vậy. Trời ơi, bạn này ơi. Ngang cơ mình luôn, 1-6 kìa. Cả nhà ơi. Ôi, ghê dữ. Mất máu hết 3 con kìa, mình sẽ bơm lại. Trời ơi, mình sợ bạn quá. Ui, bạn. Ôi, ghê ghê. Không đùa rồi đâu. Ôi, không đùa rồi đâu các bạn ơi. 25.000 rồi, giống. Khổ quá với anh hả? Băng quyết, trời ơi. Ghê vậy. Nghe tên thôi là nổi da gà liền các bạn ơi. Tên ghê thiệt. Lẫm nhãn cái với thành viên rồi. À, nhân vật này của mình tên là cái gì đâu quên mất tiêu rồi. Gió lửa các bạn, lòng thầy gió lửa. Wow, khốn dữ. Rồi, bây giờ là tới công chuyện với chú nè. 38.000. Sao mình bị giảm sát thương rồi, mình xem cái chiêu này mà chắc lẽ là những cái chiêu mặt trăng này nó nằm bên trong rồi, hình như là nên chúng ta bị giảm sát thương rồi đó nha. Con này nó đâu có chiêu mặt trời đâu, hôm nay chúng ta quất cái bị giảm sát thương rồi mới ghê. Rồi victory ha, cái này còn một hẹp nữa thì thôi mình cào luôn cho nó nóng nha cả nhà. Tới công chuyện luôn. Wow, và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi cái thành viên này nó hổ báo ra sao hen. Đây đây đây, pha này thì mình sẽ lụm nhẹ thôi chứ không dám lụm mạnh đâu nha. Đó, bế luôn anh em ơi, 20 mấy ngàn máu. Rồi, Jules, pha này thì thuộc hệ Heroic nha các bạn, con này là Heroic. Tới công chuyện luôn. Một
chiêu thôi là bế luôn nhỏ rồi. Quá ngon. Rồi hoàn thành nhiệm vụ rồi nè, được 7 điểm. Rồi chỗ này thì thu hoạch thức ăn, anh em mình ra thu hoạch thức ăn một tí nè. Wow. Ôi thu hoạch thức ăn quá chừng luôn mà vẫn không đủ. Mình mua tới 10 cái được đấy. Vẫn còn thiếu một chút xíu ư? Trời ơi, thiếu một luôn các bạn ơi, ghê thiệt. Ở đây thì chúng ta có thể chơi sự kiện nè. Bây giờ thì mình vào mình chơi một tí nha các bạn. Không biết mọi người kỷ lục được bao nhiêu. Còn ở đây thì hắn ta kỷ lục lên tới 34.761 rồi nha. Đó, cái kỷ lục cũng khá là ấn tượng luôn. Và anh em nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ thì các bạn có thể vào cái trang web của mình nha, hntchannel.com. Link mình để bên dưới phần mô tả của video luôn ấy. Vào cái trang của mình thì các bạn có thể xem được những cái hướng dẫn của mình về những cái sự kiện của Dragon City và những cái sự kiện mới luôn nha mọi người. Đó, có rất là nhiều sự kiện mới gọi là sắp tới rất là hấp dẫn. Blue Heroic nè đang chờ đợi mọi người luôn. Rồi chỗ này thì wow bay đủ các kiểu luôn các bạn ơi. Tốc độ nó bắt đầu lên tới 10.000 rồi nè. Ôi anh em mình nên lạng lúc nào cần lạng thôi, chứ mình lạng nhiều quá, một hồi là mình không xử lý kịp với các bạn đó. Đây vị trí nào cần thì mình phải bay thôi. Ui sao giáp hùng ít vậy, đang bay ngon lành mà tự nhiên nó giáp hùng ít các bạn ơi. Kỳ ha. Rồi đây là phần thưởng của chúng ta. Điểm coi này thôi, mình lụm là đèn cái luôn ha. Rồi và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập rồi ủng hộ mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.